nên ngoài kia ánh sáng. Bữa giờ có người quay á, quay trong chương trình chùa. Dạ. Chụp hình không cắt nhẹ. Cắt nhẹ đi. Làm kiểu. Ờ. Dạ. Không thấy quay ha. Dạ. Không cũng chưa quay. Quay ngoài thì hình được không? Dạ, quay ngoài, không phải ngoài chỗ ngoài được. Nên đó là chỗ các em đang sinh hoạt hè. À. Cũng hạn chế. Thấy anh thầy đâu ha? Tới nơi rồi, nghe cô chú chạy. Ủa? Tới nơi. Quay ở đây luôn nè. À, ok. À, mấy anh em cũng đã tới nơi nha cô chú chị. Đường lên đây là đường lên biết luôn chắc họ phải hỏi bảo vệ luôn. Anh cái đường này lên đây là lên bên đâu anh? Cái thằng dưới suối cái gì đấy lên là dưới suối ở ngoài đó hay nó có tiền chứ không phải rồi cái đường này lên suối tiên nam ơi. Suối tiên hả? Anh em mình đi lên đây đi. Ừ. Ở đây là thiền tôn Quang. Đây là thiền tôn Phật Quang nha quý vị. Đây là đường lên suối tiên. Rồi. Ủa mình đứng ngoài mình quay cái cổng đó mà. Em biết mà. Dạ. Thầy không cho à? À thôi vậy thôi. Rồi em sẽ đi. Rồi em sẽ đi lên suối tiên nha cô anh chị. Rồi. Trên đó có gì vui không anh? Đó đi vô cổng quay thì bảo vệ nó thầy không cho nha. Đây là công ty nha cô chú anh chị. Chung có công ty Phát Quang. Cho nên vào bên trong nó không thể nào mà cầm máy quay được. Quay là có bảo vệ lại nhắc liền. Đó. Đi ngóc ngách nào cũng đều có bảo vệ hết. Và lượng Phật tử đổ về đây rất là vắng. Nói chung quay vô đây quay rất là hồi hộp nha mọi người. Bên trong chung rất là vắng nhưng mà bảo vệ rất là đông nha cô chú chị. Mấy chục bảo vệ lận. Có được mấy chiếc xe. Quá, nhưng mà bữa nay được có mấy xe chục chiếc đó thì lắm bên này rất là vắng. Nó có cao chung cổng nào cũng có camera và đặc điểm là chỗ nào cũng có camera cổng nào cũng có hết. Vô đây cổng ngoài trước cũng lắp camera và cổng này cũng lắp camera tới hai lớp bảo vệ. Một cổng đi tới mấy camera đèn, đèn cái á đó, đó một cái này rồi chính vậy. Cổng
Ủa đường này là đường đi đâu, nội bộ hết ta? À, nội bộ của bên Thiền Tôn ha. Nội bộ vậy mới ra. À, vậy thì nó lớn dữ chứ. Quá trời. Trong đây đều cộng tới mấy camera luôn. Ừ, tới mấy lớp luôn. Camera. Thôi lớp camera dữ ta. Ừ. Tính ra là ba lớp bảo vệ, một lớp ở bên trong điện. Em thấy xa xa là thấy có cái camera nè, thấy chưa? Đúng rồi, đúng rồi. Nó trên gốc cây một cái. Được không? Ừ. Này là giống như công ty luôn ha. Ừ, mà nãy để công ty mà. À, đó, đó là cái. À. Nói chung là mỗi cái góc ngã ba nào, cái cua nào đều cũng có camera. Còn ngày xưa thì đông lắm hay nào? Ngày xưa là ra hì hì lắm. Mà bữa nay ra khoảng chục chiếc xe à. Ít quá ha. À, mình chục chiếc xe này cho mấy đứa nhỏ thôi. Mà trong mùa hè là đúng ra người ta đi đi chợ rồi nhiều. Nói hồi nãy lúc mà ghé quán cà phê thì nói cấp này ế lắm, quán nước là nó ế. Nay mình có dịp mình quay cận cảnh cho bà con ha. Đúng rồi. Thôi vào mai tới chị Hồng Loan đi ra ngoài chùa. Ừ. Mình đi đạo. Chung rất là vắng nha cô chú anh chị. À, đây là giờ và bức tranh nhân quả này cô chú anh chị. Giờ có gì? Ở chùa này là gọi là chùa gì nó? Thiền Tôn Phật Quang. Thiền Tôn Phật Quang hả? Của Thích Trăng Quang. Của sư Thích Trăng Quang ha. Cô chú anh chị. Ở đây gì đây? Đây là có bức tranh là tranh nhân cúng dường nè, tu hành không chân chính là không có phước. Đó phải cúng đàng hoàng mới có phước nha quý vị. Dép ơi, dép bỏ ngoài kia á. Mà còn sót cái nên lấy cái áo toàn. Cũng phải đi đã tính nè. Nè vắng à, mà bảo vệ đông quá, thì góc nào cũng có bảo vệ, mấy chục bảo vệ. Tranh nhân quả, tranh nhân quả, vứt bỏ kinh sách nơi không trang nghiêm. Không làm nghề thuốc nữa là sao? Nếu mà trên thế gian này, trên thế gian này không làm nghề thuốc nữa là sao? Không hết lòng. À, bức tranh này giống như là thầy thuốc chữa bệnh không hết lòng. Nhân còn quả là không làm nghề thuốc nữa. Tranh nhân quả tiếng Anh a ba gì nhân cúng dường vật tôi như ở trong chiếc ghẻ cúng dường cúng dường tu hành không chân chính, cúng dường tu hành không chân chính là sao, là sao? Không chân chính là cúng lén lút hả? Hôm nay không biết nữa. Bố thí mà không trông trọng giàu mà không được thương tính thì nhân đố. Ở đây là giờ mà bức tranh nhân quả này cô chú anh chị. Giàu quá vậy. Ở chỗ này là gọi là chỗ gì nó? Thiền Tôn Phật Quang. Thiền Tôn Phật Quang hả? Của Thích Trăng Quang. Của sư Thích Trăng Quang ha. Chú Thích Trăng Quang. Hôm nay gì đây? Đây là có bức tranh là tranh nhân cúng dường, tu hành không chân chính là không có phước.
Đó, phải cúng phải cúng đàng hoàng mới có phước nha quý vị. Chào anh Boy á. Cái chỗ này nó bị cái hướng này bây giờ nó đang ánh sáng đây nè, không có chụp được, nó bị tối. Thôi khỏi chụp đi, tại trong đây là cái mái che nó tối rồi, cho nên ngoài kia ánh sáng. Không thấy quay ha. Dạ. Không cho quay. Dạ. Quay ngoài thì hình được. Dạ, quay ngoài khung cảnh ngoài chỗ ngoài thì được. Đây trong chỗ các em đang sinh hoạt hè. Cũng hạn chế. Anh ăn có thầy đâu hết. Dạ, anh ăn cơm chưa? Chút xíu tụi em tham quan vòng vòng. Anh đi chơi rồi là ăn cơm. Dạ dạ, đi vòng vòng.